Xin được cảm ơn và kính chào quý vị đến với tin tức thời sự vừa được cập nhật của Báo Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Chiều tối ngày 12 tháng 9, Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và thăm hỏi động viên nhân dân vùng lụt bão tại tỉnh Phú Thọ. Tham gia đoàn công tác có Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Tránh văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, theo báo cáo, tại Phú Thọ, thiên tai đã làm 2 người chết, 7 người bị thương và 9 người mất tích. Có tổng số 417 nhà dân bị hư hỏng do cây đổ tốc mái, 4 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất tại huyện Đoan Hùng. Thiệt hại về giao thông, sạt lở khoảng 26.500 m khối đất trên các tuyến đường giao thông, sập trôi trụ T7 và hai nhịp cầu Phong Châu trên quốc lộ 32C. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đề nghị Trung ương quan tâm, giúp đỡ đầu tư xây dựng cầu mới thay thế cầu Phong Châu cũ với quy mô hiện đại, đồng bộ với quy mô tuyến quốc lộ 32C hiện tại. Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh bão số 3 là cơn bão rất đặc biệt, bão hình thành phía đông của Philippines nhưng mạnh lên thành siêu bão trên biển Đông và là cơn bão mạnh nhất trên biển Đông trong vòng 30 năm qua. Bão số 3 và hoàn lưu sau bão có phạm vi ảnh hưởng rộng khắp khu vực Bắc Bộ đến Thanh Hóa, hoàn lưu bão gây mưa lớn cho khu vực Bắc Bộ thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia buồn sâu sắc đến các gia đình có thân nhân mất do bão lũ, gửi lời cảm thông và chia sẻ sâu sắc về những khó khăn mất mát của nhân dân vùng bị ảnh hưởng của bão lũ trên địa bàn. Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, Bộ Chính trị đã họp, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị tập trung thực hiện mọi biện pháp để tập trung cao độ cứu người, tìm kiếm người mất tích, lo hậu sự cho người xấu số, không để người dân nào thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, không có nơi nương tựa, không để các cháu học sinh thiếu lớp, thiếu trường, không để người bệnh không có nơi khám chữa bệnh, khắc phục các sự cố về điện, nước, viễn thông, sớm khôi phục sản xuất kinh doanh và hoạt động bình thường của đời sống xã hội. Thống kê thiệt hại để có giải pháp khắc phục kịp thời, ứng phó hậu quả hoàn lưu bão như lũ ống, lũ quét, sạt lở sụt lún. Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều công điện chỉ đạo, trực tiếp chỉ đạo tại những điểm nóng. Cấp ủy chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang huy động hàng trăm nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ cứu nạn cứu hộ giúp dân sơ tán khắc phục hậu quả cứu trợ nhân dân thủ tướng chính phủ các phó thủ tướng và lãnh đạo các bộ ngành đã đến các địa phương chỉ đạo kiểm tra công tác phòng chống lụt bão và thăm hỏi động viên nhân dân vùng bão lụt tổng bí thư chủ tịch nước tô lâm nhấn mạnh ưu tiên cao nhất đối với toàn bộ các địa phương bị ảnh hưởng bởi bão lũ là cứu dân trong đó sức mạnh của lực lượng vũ trang là nòng cốt và kiến nghị của tỉnh phú thọ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ cầu Phong Châu là chỗ giao thông huyết mạch không phải chỉ cho Phú Thọ mà cho cả các tỉnh xung quanh. Do đó, việc đầu tư xây dựng cầu sẽ phải làm và hoàn thành sớm, khẩn trương khảo sát thiết kế, đánh giá cùng với địa phương và triển khai hoàn thành càng sớm càng tốt. Đối với việc đầu tư nâng cấp đoạn đê sung yếu chắn sóng tại sông Thao, Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh cần nghiên cứu và đưa vào triển khai thực hiện các công trình có sức chịu đựng cao trước bão lũ thiên tai bảo đảm an toàn cho nhân dân. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi quà tặng tỉnh Phú Thọ. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trao số tiền 30 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Phú Thọ khắc phục hậu quả do bão số 3. Sau hơn một ngày đoạn đê sông Lô qua xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang bị vỡ, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực khắc phục sự cố thiên tai này. Trước đó, báo cáo của Cục Cứu hộ Cứu nạn Bộ Quốc phòng cho biết, mưa lớn tại Tuyên Quang khiến lũ trên sông Lô dâng cao làm vỡ 22 mét đê. Đoạn đê vỡ khiến nước tràn vào trong đê, làm ngập 126 hecta hoa màu, với 80 hecta thuộc huyện Sơn Dương của Tuyên Quang và 46 hecta huyện Đoan Hùng của Phú Thọ. Nước lũ tràn về cũng khiến nhiều khu vực tại các huyện Sơn Dương và Đoan Hùng ngập sâu từ chiều tối qua đến nay. Địa phương đã huy động 660 người, gồm cả bộ đội, dân quân và người dân tình nguyện đã có 125 hộ dân được di rời ra khỏi khu vực nguy hiểm. Trong đó có 35 hộ dân tại xã Quyết Thắng và 50 hộ với 90 nhân khẩu tại huyện Đoan Hùng. Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mực nước lúc 19 giờ ngày 11 tháng 9 trên sông Lô tại Tuyên Quang là 26,95m, trên báo động 3 là 0,95m. Tín hiệu tích cực là dự báo trong 12 giờ tới, sông Lô tại Tuyên Quang sẽ xuống mức báo động 3. Đê tả sông Lô là đê cấp 5 cấp thấp nhất trong năm cấp D, tương đương với diện tích bảo vệ dưới 4.000 ha, số dân được bảo vệ dưới 10.000, độ ngập sâu trung bình của các khu dân cư so với mực nước thiết kế đê là dưới 1 mét. Con đê này cũng chính là đường liên xã nối xã Quyết Thắng, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang với xã Hợp Nhất, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Một bên đê là đồng ruộng và khu dân cư, một bên là sông Lô. Mới đây, theo Phái đoàn Ngoại giao Mỹ tại Việt Nam, Thông qua cơ quan phát triển quốc tế Mỹ, USAID, Mỹ sẽ cung cấp 1 triệu đô la Mỹ viện trợ nhân đạo khẩn cấp để hỗ trợ Việt Nam khắc phục những thiệt hại thảm khốc do bão số 3 gây ra. Khoản viện trợ của Mỹ sẽ được phân bổ tới các đối tác cứu trợ nhân đạo để có thể tiến hành hỗ trợ tiền mặt cho các mục đích khác nhau, cung cấp nơi lánh nạn, nước sạch, vệ sinh cũng như những hỗ trợ khác ngoài thực phẩm để đóng góp vào các nỗ lực cứu trợ thiên tai do chính phủ Việt Nam chỉ đạo và đang được khẩn trương triển khai trên cả nước. Khoản hỗ trợ 1 triệu đô la Mỹ này dựa trên nền tảng những hỗ trợ lâu dài dành cho chính phủ Việt Nam và Hội chữ thập đỏ Việt Nam để giúp nâng cao khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và tăng cường năng lực ứng phó thiên tai, thảm họa cho các cộng đồng trên cả nước. Bên cạnh đó, chính phủ Australia mới đây cũng công bố sẽ cung cấp cho Việt Nam khoản viện trợ ban đầu trị giá 3 triệu đô la Australia bao gồm nỗ lực hỗ trợ nhân đạo, vật tư cứu trợ khẩn cấp và các dịch vụ thiết yếu khác nhằm ứng phó với các thiệt hại do siêu bão Yagi gây ra lô hàng viện trợ đầu tiên là từ chính phủ Australia được vận chuyển bằng máy bay quân sự đã được chuyển đến sân bay quốc tế nội bài vào tối 11 tháng 9. Lô hàng này bao gồm 284 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, 120 bộ dụng cụ bếp, 600 chiếc chăn, 264 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa, 600 chiếc thảm ngủ, 522 tấm bạt tre, 360 chiếc màn. Lô hàng thứ hai do Trung tâm AHA viện trợ bao gồm 2002 bộ dụng cụ gia đình gồm xô nhựa, túi đựng nước, khăn tắm, áo phông, màn chống mũi, nến đài FM. 1008 bộ dụng cụ sửa chữa nhà cửa gồm dây thừng, cưa gỗ cầm tay, đinh đóng kim loại, xẻng, cuốc, kéo, đinh đóng góc, dây buộc, búa. 1015 bộ dụng cụ bếp gồm nồi, bát, đĩa, dao, thìa, nĩa, cốc, muôi gỗ. 3031 bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân bao gồm bột giặt, băng vệ sinh, khăn tay, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, xà phòng vệ sinh, dầu gội. Đại sứ Australia tại Việt Nam cho biết, chúng tôi biết còn một chặng đường dài phía trước và chúng tôi sát cánh cùng Việt Nam trong thời điểm khó khăn này và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình khắc phục hậu quả và tái thiết. Mưa lũ kéo dài nhiều ngày qua khiến hệ thống đê sông trên địa bàn Hà Nội gặp nhiều sự cố. Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, thành phố đang chỉ đạo các sở ngành, các quận huyện, thị xã có đê chủ động phương án ứng phó. Do mực nước sông Tích lên cao, bờ bao sông Tích tại nhiều xã trên địa bàn huyện Thạch Thất đã bị tràn. Đáng chú ý, tại xã Đồng Trúc còn ghi nhận tình trạng sạt lở 5 m bờ bao gò xui. Tại huyện Thanh Oai, trong ngày 11 tháng 9 đã ghi nhận hai vị trí bị sạt lở mái đê tả đáy, trong đó cung sạt tại vị trí K31 680 đến K31 cộng 760 hiện tại đã ổn định, còn cung sạt tại vị trí K29 500 đến K29 590 có phát sinh thêm. Trên hệ thống sông Nhuệ thuộc huyện Phú Xuyên cũng xảy ra sụt lún mái đê phía hạ lưu thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực dài 168 m cùng với đó là tình trạng trượt sạt mái đê phía hạ lưu thôn Trung Lập, xã Chi Trung dài 70 m Cũng tại xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, chính quyền địa phương ghi nhận sạt mái và mặt đê phía thượng lưu thôn Đông dài 200m, sạt mái phía hạ lưu ở xã Vân Từ dài 30m và mặt đường bê tông bờ sông Nhuệ nứt dài 25m. Trong khi đó tại huyện Trường Mỹ, ảnh hưởng của mưa lớn đã khiến đê bao gò khoăm xã Mỹ Lương xuất hiện mạch đùn, mạch sủi dài khoảng 100m có nguy cơ mất an toàn. Trên tuyến đê tả tích đoạn qua xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai cũng đang có hiện tượng bị dạn nứt dọc mặt đê khoảng 50m, sâu gần 60cm. Trước tình trạng trên, để đảm bảo an toàn cho vành đai chắn lụt bão của thành phố Hà Nội, tại những điếm canh đê, lực lượng chức năng thức xuyên đêm túc trực tuần tra trong những ngày mưa bão, lũ lụt. Nửa đêm, ánh đèn pin của lực lượng tuần tra vẫn le lói trên triển đê Hữu Hồng thuộc địa bàn xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Cứ 30 phút một lần, kíp trực điếm canh đê số 28, 29 lại chia nhau đi kiểm tra ở địa bàn phụ trách 20 năm gắn bó với công việc tuần đê, đây là đợt lũ cao nhất mà ông Trương Văn Dương, trưởng điếm canh số 28 chứng kiến. Tình hình mưa lũ phức tạp khiến kiếp trực lại càng phải cẩn trọng hơn. Ông nói, tôi làm từ năm 2004 đến nay, chưa có trận bão lụt nào lớn như thế này. Lần cuối cùng báo động số 1 là năm 2008, lãnh đạo đã giao cho nhiệm vụ thì tôi sẽ cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm của mình. Tại điếm canh đê số 29, lực lượng dân phòng, công an cũng được bổ sung để hỗ trợ tuần đê họ vừa cùng nhau chuẩn bị cho công tác hàn bịt cửa khẩu chống ngập nội đồng khi có lệnh. Đề hữu hồng qua địa bàn Hà Nội có chiều dài khoảng 37 km. Đây là tuyến đề đặc biệt có nhiệm vụ ngăn lũ, bảo vệ sự an toàn cho hàng triệu người dân thủ đô. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Hà Nội cũng đã phát lệnh báo động hay tới 11 quận huyện của thành phố. Ngay lập tức, Ủy ban Nhân dân xã Tứ Hiệp đã huy động 100 thành viên đội xung kích sẵn sàng ứng trực 24 trên 24 giờ để đảm bảo an toàn đề điều. thank <music>